Kết quả Vallecano 1-2 Barca, người hùng Omo. Omo ghi bàn ra mắt giúp Barca ngược dòng. Ở vòng 3 La Liga 2024-25, Barca dù bị Vallecano dẫn bàn từ rất sớm song đã xuất sắc lội ngược dòng thắng 2-1. Trong đó tân binh Dani Olmo tỏa sáng với pha lập công quyết định. Olmo ghi bàn ngay trong trận ra mắt Barca. Bàn thắng Vallecano, Lopez, 9. Barca, Pedri, 60, Olmo, 82. Ngay phút thứ 9, mảnh lưới của Barca đã rung lên sau cú đá quyết đoán của Unai Lopez trong khu cấm địa. Bị dẫn bàn, Barca đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ song vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ đội chủ nhà. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Hansi Flick đưa ra sự thay đổi với việc tung tân binh Olmo vào thay Ferran Torres. Cũng kể từ đây, Barca mới thực sự thi đấu khởi sắc hơn và những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 60, nhận đường chuyền của Rafinha, Pedri xử lý gọn ghẽ trước khi dứt điểm chân trái hiểm hóc tung lưới Vallecano đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 72, Robert Lewandowski đưa được bóng vào lưới Vallecano song VAR vào cuộc từ chối bàn thắng. Chỉ 10 phút sau, Barca vỡ òa trong sung sướng với bàn thắng giúp họ ngược dòng thành công. Và người lập công là Olmo. Đón đường chuyền của Lamine Yamal, Olmo sửa lòng chân trái vào góc xa đánh bại hoàn toàn thủ thành của đội chủ nhà ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở cho Barca. Như vậy, Barca đã toàn thắng cả 3 trận ở La Liga 2024-25 để thu về 9 điểm tuyệt đối. Ở vòng 4, Barca sẽ tiếp đón Valladolid vào ngày 31 tháng 8. Đội hình thi đấu: Vallecano, Cardenso, Espino, Mumin, Lejeun, Baliu, Valentin, Chavarria 68, Lopez, Sip 56, Garcia, Mbaba 56, Palajon, Gefruto, Gumbau 64, Camel, TK 64, Barcelona, Ter Stegen, Cauder, Kubasi, Martinez, Martin, Bander 65, Bernan, Pedri, Lopez 91, Yamal, Victor 96, Rafinha, Torres, Olmo 46, Lewandowski